trong ngôi làng nhỏ tại xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Không ai là không biết đến cặp anh em song sinh nổi tiếng một thời của bóng đá Nam Định là Hoàng Xanh Ngọc và Hoàng Nhật Nam. Hai anh em thì nhiều khi là nếu như mà nó về, hai nó đi đá bóng về mà hai thằng nó tắm ở trong nhà tắm hoặc là nó ngủ ở trên giường là cô Hiền về là mẹ của hai em là nhiều khi bị nhầm lẫn. Còn thì tính cách của bên ngoài thì Ngọc thì sôi nổi hơn, Nam thì trầm tính hơn. Danh Ngọc và Nhật Nam đều để lại những dấu ấn khó quên cho sự nghiệp theo đuổi trái bóng tròn. Nhưng có lẽ cái tên khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực hơn cả là người anh Hoàng Danh Ngọc. Năm 17 tuổi, Danh Ngọc được đưa lên đội 1 của Nam Định thi đấu tại V-League với sự kỳ vọng lớn lao sẽ trở thành biểu tượng mới của Thành Nam. Sở hữu cái chân trái cực khéo, tinh quái và lối chơi đầy kỹ thuật cùng những cú sút xa sấm sét đã trở thành thương hiệu. Có những lúc, Danh Ngọc được coi là một viên ngọc sáng của bóng đá Việt Nam. Mở với một cú sút phạt tuyệt đẹp để giúp cho Sim mang dấu chân mình khai thông được thế bế tắc. Song song ở cấp độ câu lạc bộ, thời điểm đó, Danh Ngọc cũng thường xuyên được góp mặt trong danh sách tập trung các đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu tại các giải đấu lớn như U17 Đông Nam Á 2007, America Cup 2008 hay SEA Games 2009. Bóng đá cho Danh Ngọc tất cả mọi thứ, từ tiền bạc, danh vọng. Nhưng việc thành công quá sớm và tính cách có phần nóng nảy, bồng bột đã khiến Danh Ngọc trong mắt những người hâm mộ gắn liền với ba từ cậu bé hư. Các bạn thân mến, đó là những hình ảnh, đó là những câu chuyện về Hoàng Danh Ngọc. Nó giống như một thước phim thực sự rất buồn của một cầu thủ đã từng là một trong những tài năng rất lớn của bóng đá Việt Nam, nhưng gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở và bây giờ thì vẫn đang trên con đường tìm lại chính mình. Và câu chuyện của Danh Ngọc nó gợi lại cho chúng ta nhiều sự tiếc nuối. Và ngày hôm nay, chủ đề của Phương Nam Show sẽ có chủ đề là những tiếc nuối của Hoàng Danh Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật chính của Phương Nam Show ngày hôm nay. Đó là một chủ đề khá đặc biệt. Và khi nghĩ đến Ngọc, anh nghĩ rất nhiều đến điều này. Bởi vì cá nhân anh, khi mà nhắc đến Danh Ngọc, Nhật Nam, trong lòng anh có sự tiếc nuối. Bởi vì anh rất trân trọng tài năng của hai em. Anh rất trân trọng những gì mà các em đã từng có. Nhưng rồi sau đó, khi mà anh theo dõi con đường sự nghiệp của hai em, đều thấy nó có những sự trắc trở, đều có thấy những sự mất mát. Vậy thì bây giờ, khi ngồi đây bên một cốc nước và quán cà phê như thế này, nói về những sự tiếc nuối thì Ngọc sẽ tiếc nuối nhất điều gì? Cuộc đời em đến bây giờ tiếc nuối nhất là em có những cái gì mà bóng đá cho em được ấy, và những gì các thầy dạy cho em ấy, và Nam Định cho em mà em không giữ được là điều em tiếc nuối nhất. Đó là một cái sự tiếc nuối rất là lớn, một cái sự bao trùm đúng không ạ? Có rất nhiều thứ trong đó có tiền tài, địa vị, danh vọng, có tình cảm, có chuyên môn, có rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ nói về chuyên môn trước. Ngọc có thấy tiếc không khi mà Ngọc không thể vươn tới đỉnh cao của bản thân Ngọc và cũng như là sự kỳ vọng của rất nhiều người? Tiếc thì đúng là một cái tiếc nuối quá lớn. Vì là có những thời điểm mà em có thể vươn lên được hơn, vươn lên vượt qua được chính mình, vươn lên nữa, hơn nữa. Nhưng mà nó có quá nhiều biến cố. Nó xảy ra trong cái cuộc đời mà đến lúc mà em lên đội 1 Nam Định và đến lúc em kết thúc sự nghiệp là năm cuối cùng ở Long An, là mùa giải 2018, thì là có những lúc mà ngồi mình nghĩ lại, mình tại sao mình nghĩ mình vượt qua được, nhiều thời điểm khó khăn mình vượt qua được, mà tại sao mà mình không vượt qua được chính mình để bây giờ mình phải như thế này. Anh tiếc lắm, tại vì cái thời điểm mà Ngọc mới xuất hiện ấy, đối với anh, thứ nhất là Ngọc thì quê ở Thái Bình thì cũng rất gần quê anh thôi. Xong rồi Ngọc lại xuất thân và được phát hiện ở đội bóng Nam Định là bóng quê hương anh, nên anh rất là quan tâm. Và anh thấy ở thời điểm đó Ngọc với cái chân trái khéo léo, với cái lối chơi tự tin, những cái thể hiện nó rất là ngôi sao. Và một cầu thủ mà thực sự là khi em mới xuất hiện, rất nhiều người thích em, rất nhiều người yêu em và rất nhiều người cổ vũ cho em. Nhưng anh chỉ thắc mắc là sau đó tại sao cái tài năng đó không được vun đắp, không được phát triển một cách rực rỡ hơn, một cách có thể nói là thành công hơn nữa. Bởi vì thực ra mà nói, nếu như có một cách so sánh nào đó, cái xuất phát điểm của em với Quang Hải bây giờ, thì thời đó, ở cái lứa tuổi đó, Quang Hải cũng chưa chắc là hay hơn em nhiều đâu. Đúng không ạ? Vì sao lại như thế? Thật sự là khi mà em vụt sáng lên ấy, em tỏa sáng lên ấy,
mà những cái gì mà mình có được nó nhanh chóng quá, nó quá nhanh, nó không nằm ở trong cái ý nghĩ của mình. Mình không thể tưởng tượng được. Mới ngày nào mình chỉ là một cậu bé thôi, đi sang để học việc ở bên Nam Định, được các thầy chăm nuôi, chăm lo cho từng tí, mà rồi một ngày bỗng tự nhiên mình trở thành một ngôi sao, thì cái ánh hào quang đó thì mình không thể nghĩ trong đầu được, và dần dần mình đánh mất nó, dần dần tuột khỏi nó. Là cái lúc mà em rời khỏi Nam Định đi, cái điều hối tiếc nhất của em đến bây giờ ấy, là giá như em ở lại Nam Định 1 năm hoặc 2 năm nữa đi, thì lúc đó là cái sự trưởng thành của em, có cái cách suy nghĩ của em nó sẽ chín chắn hơn. Và lúc đó em ra ngoài, em đủ lớn rồi, em ra ngoài được thì em sẽ tự mình có thể suy nghĩ được cái cách làm của mình và cái cách sinh hoạt của mình ở trong ngoài cuộc sống và trong công việc. Mà khi mình có trong tay, mình cầu thủ mới có 19 tuổi mà có trong tay cái số tiền, nó gọi như ở cái thời điểm đó đi, nó quá lớn, thì mình không có một người định hướng rõ ràng cho mình, à cái tiền này mình phải như thế nào, và mình phải cuộc sống mình phải như thế nào, công việc mình phải như thế nào, thì mình cứ dần dần trượt dài, mình tự đánh mất mình. Mà lúc mà khi mình nhận ra là mình đã đánh mất mình rồi ấy, thì cái con đường quay lại của mình ấy, nó khó, nó gập ghềnh, mình không thể nào mình lấy lại được những cái gì mà mình vốn có của mình nữa. Mình cảm thấy mình buông thả luôn, thì lúc đấy dần dần nó trôi hết. Ngọc có nói về việc chuyển đến Ninh Bình đúng không ạ? Năm đó 19 tuổi. Năm đó em 19 tuổi. 19 tuổi. Và ký với bản hợp đồng với Ninh Bình là bao nhiêu tiền? Em ký với Ninh Bình là 5 năm, 7 tỷ rưỡi. 7 tỷ rưỡi. Còn 2 tỷ rưỡi kia là Ninh Bình đền bù cho Nam Định riêng. Còn cái tiền số tiền em nhận là 7 tỷ rưỡi. 19 tuổi, có 7 tỷ rưỡi trong tài khoản. Không biết làm gì, cứ lấy ra tiêu thôi. Và thực ra mà nói thì cũng khó cho Ngọc ở thời điểm đó thật. Và anh nghĩ rằng những chia sẻ của Ngọc cũng rất là thật lòng. Em trẻ, không có ai hướng dẫn, gia đình thì ở xa, bố mẹ thì ở tận Thái Bình đúng không? Mình ở Nam Định, đúng là khó thật. Bây giờ mà đặt anh vào cái hoàn cảnh đó, một bản hợp đồng 7 tỷ rưỡi để mình ký với Nam Định thì có lẽ là mình, lúc đấy mình chưa nghĩ được, đúng không ạ? Thời điểm bây giờ thì em nghĩ là nếu như em ở lại Nam Định khoảng 2 năm nữa thì tốt. Nhưng mà lúc đó thì em nghĩ gì? Em ra đi khỏi Nam Định là không phải là vì là em muốn vươn lên một cái tầm cao mới, cái thử thách mới. Vì thật sự lúc đấy này em còn quá trẻ. Vì Nam Định lúc nào là cũng chỉ lo trụ hạng thôi, chứ không phải như một đội bóng TTT Hà Nội hay là các đội bóng khác là mùa này sẽ là vô địch, mùa này sẽ là thứ hạng đi đá C1. Thì lúc đấy thì mình chỉ nghĩ là khi em vừa mới trở về từ SEA Games 2009 ở bên Lào về, thì có 4 đội bóng đánh tiếng mời em. Đầu tiên là Hải Phòng, Bình Dương, Ninh Bình và Sài Gòn Sơn Thành. Nhưng mà em đắn đo giữa 4 đội bóng thì em nghĩ là Ninh Bình là đội bóng gần nhất để em có thể tiện em về chăm sóc gia đình ở bên Nam Định. Và ở Ninh Bình thì có rất nhiều các anh ở đội tuyển để cùng tập trung với mình, nên là mình bảo cảm thấy là sang một môi trường mới thì mình có thể dễ hòa nhập được. Mình không nghĩ là mình rời khỏi Nam Định nó nhanh như vậy được. Đi theo đồng tiền thì nếu mà đi theo đồng tiền, tiếng gọi đồng tiền thì em đi Bình Dương rồi. Bình Dương giải em 8 tỷ rưỡi và no hết toàn bộ pháp lý hợp đồng với Nam Định. Nhưng mà có một cái điều mà hối tiếc nhất là em đi khỏi Nam Định quá sớm. Lúc đấy em chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự tự tin, chưa đủ lớn, chưa đủ một cái suy nghĩ để mình bước ra vòng tay của Nam Định. Em ở Nam Định em được mọi thứ lắm, em có mọi thứ à, từ băng đội trưởng, từ thủ lĩnh, mọi cái. Mà người hâm mộ Nam Định có một cái em hối tiếc nhất là Nam Định yêu em lắm, yêu em cực kỳ mà đến bây giờ em vẫn tiếc. Tự hào là khi Ngọc ở Nam Định 16 tuổi 4 tháng lên chuyên nghiệp, trận nào đá bóng cũng hay. Khi gia đình nhà tôi sang Nam Định, người ta đồn về danh Ngọc là chúng tôi mừng lắm. Tôi sang Nam Định mà chiều thứ bảy là hai vợ chồng sang Nam Định, để cái hôm sau là Nam Định có trận đá thì đi ăn sáng, người ta bảo ui giời, đây là bố của Danh Ngọc, đây là mẹ của Danh Ngọc. Thế là bà con người ta mời chúng tôi uống cà phê uống nước, và đi đâu người ta cũng nhận ra. Đấy là một cái vinh hạnh của người Nam Định và vinh hạnh của gia đình. Nói chung là tôi cũng không ủng hộ Ngọc phá hợp đồng ở Nam Định mà cũng không ở đấy. Nhưng mà Ngọc về nói với gia đình là
con phải đi Ninh Bình, đá bóng ở Ninh Bình. Vì tuổi bóng đá của con nó còn ít lắm. Nếu mà phục vụ ở Nam Định thì sau này mà hết cái hợp đồng ở Nam Định thì con không còn tuổi đá bóng. Nên là tôi cũng chiều theo ý con để cho con đi sang Ninh Bình. Nhưng có một điều anh thắc mắc, đó là 19 tuổi dám đứng lên chống lại câu lạc bộ, phá vỡ bản hợp đồng đào tạo trẻ. Lúc đấy là Nam Định thì không muốn bán em đi rồi đúng không? Hai bên tranh chấp nhau, anh nhớ là hồi đấy là tranh chấp nhau rất là kiên quyết, không để em đi. Đúng rồi. Có ai hỗ trợ em, có ai khuyên em hay là có ai chống lưng cho em để em có thể thực hiện một cái bước con này, nó có thể nói là một trong những bước cách mạng ở thời điểm đó không? Không phải là ai chống lưng hay ai một cái mà em hiểu được là lãnh đạo Nam Định và đội bóng Nam Định cần em lúc đó. Nên mới kiên quyết không cho em đi. Nhưng mà những cái gì mà lời nói của lãnh đạo ấy lúc đó ấy, hứa với em ấy thì lại không làm được. Mà như một đứa mà có cái tính cách như em ấy thì dễ xảy ra khúc mắc. Và những cái gì lời hứa của các bác lãnh đạo Nam Định ấy nói với em trước khi mùa giải, hoặc là em đi đội tuyển về, hoặc là em đang trên đội tuyển, có gọi điện hay là có gặp em, những cái lời nói nó không sau đó nó không được thực hiện. Em biết được là tất cả cầu thủ Nam Định ra đi, người ta họ sẵn sàng họ cho đi, nhưng riêng em thì bằng mọi giá họ sẽ giữ lại. Và lúc đó có thời điểm là thầy Tân Anh lúc đấy đang là giám đốc trung tâm có tâm sự với em, có nói với em một câu này, ôm em khóc, thầy muốn con ở lại, con cần cái gì, đáp ứng cái gì, thầy lo được. Rất thương thầy Lưu, rất thương thầy Tân Anh, nhưng mà lãnh đạo lúc đó các bác lớn hơn lời nói của bác làm em đến lòng tự trọng của em, thì em suy nghĩ lại để em ra đi. Đó thì em quyết ra đi thì em có thuê luật sư. Thì luật sư có nói với em một câu là em chỉ bị nghỉ có nửa mùa giải thôi, anh lo được. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện nó rẽ theo một hướng khác. Thì liên đoàn họ vào cuộc. Thì trên cái hợp đồng mà thời điểm em ký lúc trẻ, lúc đấy thời điểm em ký thì em không hề hiểu được. Thì cũng không biết được là nó sẽ ràng buộc và sau này tranh chấp nó sẽ xảy ra tranh chấp như vậy. Ninh Bình có nói là sẽ chịu mọi án phạt cùng em. Thì em quyết định em đi Ninh Bình. Sau này có một lần anh nói chuyện với Nhật Nam và Nhật Nam cũng nói nửa đùa nửa thật, đó là việc Danh Ngọc bỏ Nam Định đi sang Ninh Bình. Và sau này Nhật Nam là người ở lại và lãnh đủ những gì mà ảnh hưởng của Danh Ngọc đi và để lại. Ngọc có biết điều đấy không? Em thì ít khi tâm sự với Nam lắm, nhưng mà em cũng nghe đến mọi người nói toàn bộ từ liên đoàn cho đến Nam Định họ thay hết lại toàn bộ hợp đồng. Thì cái sự ràng buộc nó sẽ kéo dài hơn. Nó sẽ biết ảnh hưởng những ai đi đằng sau em ấy, ai đi sau em ấy sẽ khổ. Có bao giờ cảm thấy một chút áy náy với ông em sinh đôi của mình không? Có. Và anh nhớ là hồi đó cũng có bù đắp một ít bằng vật chất đúng không? Vâng. Em mua cho cái nhà ở Nam Định. Và khi em đặt chân đến Ninh Bình thì em biết em sai chưa? Khi bắt đầu ở năm thứ ba dần đánh mất mình thì mình mới nghĩ là bước đi của mình sai lầm. Cụ thể là gì? Nó có những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đầu tiên mình phải trách mình, nếu mà mình bản lĩnh, mình không bị cám dỗ thì mình không trượt dài. Nhưng mà thời điểm ấy mình đi mình chưa đủ cái hành trang để bước ra ngoài một môi trường mới, một cái môi trường đầy cám dỗ, môi trường đầy gặp đầy khó khăn, thì mình đánh mất mình. Thực ra thì anh cũng nghe câu chuyện của bóng đá Ninh Bình khá nhiều. Anh cũng thừa nhận là nếu như anh là Ngọc ở thời điểm đó cũng chưa chắc đã có thể giữ được mình, cũng cuốn vào cái vùng quay đó, bởi vì tất cả mọi người xung quanh của mình đều chơi, cả đội đều chơi và mình cũng khó có thể đứng ngoài được cái vùng quay đó, đúng không? Nếu như mình đứng ngoài thì mình sẽ thành kẻ lạc lõng, đúng không? Ngọc có cảm nhận được cái điều đó? Lúc đấy thì không thể nghĩ được, lúc đấy mình đang trượt dài, lúc đấy mình đang gọi như là mình có mọi thứ, mình có dễ thì mình tiêu cũng dễ, và dần dần mình đánh mất mình. Cụ thể hồi đấy các cầu thủ Ninh Bình chơi gì mà ghê thế? Chúng là đi ba, có nhiều thứ xung quanh mình nữa, nó ở ngoài xã hội mà, thì mình không thể giữ được mình. Có vẻ như là may mắn đối với Danh Ngọc, đó là nhờ một cuộc chơi mà Ngọc lại thoát được án.
Chi tiết này có đúng không? À vâng. Tôi chơi đấy là tối nay em đi ba. Hôm sau về, bác sĩ bảo chạy không được. Nên lúc đọc danh sách thì em ở nhà. Thì em không đi cái trận C1 đó. Năm 2014, bóng đá Việt Nam rúng động với sự cố các cầu thủ Vietsai Ninh Bình tham gia bán độ. Và Danh Ngọc đến bây giờ cũng phải thừa nhận mình may mắn khi không có tên tham dự trận đấu đó. Đó chính là cái vụ đại án Ninh Bình liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Ninh Bình ở thời điểm đó, đúng không? Ngọc có thể chia sẻ lại cái vụ đó một cách kỹ càng hơn không? Anh nhớ rằng cuối cùng thì vụ cũng Ngọc cũng bị phải trả án 3 tháng tạm giam, đúng không? Lúc đó liên quan đến như nào? Cũng chỉ là em cũng chỉ là lấy lời khai thôi. Cái tiền đó anh kia anh cho em, chứ không nói là cái tiền đó ở trong cái phi vụ đó. Anh Lợi đúng không? Anh Lợi, anh cho em cái số tiền đó, chứ không phải là cho em không? Cho em để riêng ngoài. Thì cũng không nghĩ là cái tiền đó là trong cái tiền của vụ án đó. Thì đến lúc mà người ta, công an người ta sẽ ra cái số tiền đó thì sẽ thiếu đi một cái phần đó tiền đó. Thì người ta sẽ ra cái số tiền của em, thì người ta sẽ mời em lên. Thì lấy lại số tiền đó, khi lấy lời khai và em lộp lại số tiền đó thì em không liên quan gì. Rất là may mắn đúng không? Nếu em đi cùng với chuyến đó thì mọi thứ sẽ như thế nào? Có khả năng là mình phải đi tù. Phải đi tù. Anh cũng đã từng nói chuyện này với Dũng Ngố. Dũng Ngố cũng là một trong những nhân vật ở trong cái nhóm đó. Và cũng đã chia sẻ rất là thật và thẳng thắn trong cái chương trình Phương Nam Show. Bạn ấy không phải là người dàn xếp tỷ số để kiếm tiền. Chúng ta đều biết Dũng điều kiện rất là khá đúng không? Đấy, nhưng mà cuối cùng thì Dũng là người đã dính vào. Dũng có chia sẻ là đôi khi nó là một cái văn hóa gia đình, nó là một cái văn hóa sinh hoạt cộng đồng mà các cầu thủ muốn tốt thì phải hòa vào cái guồng quay đó. Còn nếu như không hòa được vào cái guồng quay đó thì sẽ bị gạt ra ngoài và thậm chí là đi câu bộ khác. Điều đó có đúng không? Ở Ninh Bình. Gần như ở Ninh Bình thì cái thời điểm mà em sang ấy thì gần như quân tứ xứ rất nhiều, mỗi người một tỉnh, Nam có, Bắc có, miền Tây có, miền Trung có, thì nhưng mà nó lại hợp vào với nhau rất là đoàn kết. Nhưng anh cũng nghe nói là Ninh Bình kiểm soát cầu thủ rất là kém, có những ngôi sao họ nghỉ tập từ thứ hai đến thứ sáu, xong đến thứ bảy họ tập, xong chủ nhật họ vẫn ra sân họ đá bình thường, chuyện đó có hay không? Thì đội bóng nào cũng có một ngôi sao ấy, có mỗi một quyền là cách riêng mà, thì anh cũng là cầu thủ anh cũng hiểu điều đó. Ngọc Linh có bao giờ rơi vào cái tình trạng mình là ngôi sao như thế chưa? Em có thời điểm thôi, cũng có thời điểm. Có thời điểm. Và thực ra thì nghĩ lại, mình thấy tiếc đúng không ạ? Tiếc. Tại vì anh nói rằng tài năng của Danh Ngọc thì anh vẫn khẳng định rằng cái xuất phát điểm, cái thời kỳ mà 18-19 tuổi thì Quang Hải chơi rất hay bằng em. Đấy cũng là một kèo trái cùng là những cái tình huống xử lý sát tần. Chúng ta biết giờ Quang Hải là một cái đẳng cấp rất là khác rồi đúng không ạ? Một ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Còn Danh Ngọc thì mãi mãi là cái sự tiếc nuối. Khi em ngồi em nghĩ lại những cái giai đoạn đó, em có thấy buồn và lúc nào mình cảm thấy day dứt và chảy nước mắt ra không? Có chứ. Nhiều lúc mình nằm mình tuần tự lại những cái ký ức. Mình nằm một mình nằm tuần tự lại những cái ký ức mà những cái gì mình đạt được và những cái gì mình đánh mất, mình hối tiếc. Tiếc nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình tự nhủ bản thân là tiếc mà lấy lại được thì cuộc đời ai cũng muốn tiếc, nhưng mà hãy gạt bỏ cái tiếc nuối đi và cố gắng hơn nữa để làm lại, vì mình vẫn còn trẻ, chưa đủ, chưa quá muộn đối với mình. Anh nghĩ rằng những cái suy nghĩ đó rất là tích cực và anh hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ tốt hơn đối với em. Bây giờ khi mà Ngọc search lại tên Hoàng Danh Ngọc ở trên mạng xã hội, trên YouTube thì nó có cả những cái clip siêu phẩm, có những pha xử lý rất là kỹ thuật. Nhưng cùng với đó là cũng rất nhiều scandal. Tại sao con người của Danh Ngọc nó luôn luôn tài đi với tật như vậy? Như thế nào mới là con người đúng của em? Khi mà vào ngoài sân cỏ thì em mới là chính em. Còn khi mỗi khi em vào sân ấy, nhiều lúc em cũng nghĩ là tại sao mình lại như vậy? Khi mà mọi người tiếp xúc với em ấy, thì cũng hiểu em ở ngoài là con người như thế nào. Em không phải một đứa là nghịch ngợm, đứa là láo hay thế nào, hay thiếu văn hóa như thế nào mà. Nhưng mà khi mà ở trong sân ấy, cái đầu mình nhiều lúc mình không tỉnh táo, mình cuốn vào cái trận đấu đó,
và cuốn vào cái tình huống đó quá thì thành ra nó là vậy. Một trong những ấn tượng xấu đầu tiên của Danh Ngọc là vụ ngón tay thối với cổ động viên Thể Công, đúng không? Cái mà em cảm thấy có lỗi nhất là với cổ động viên của Thể Công. Em chưa có thời điểm để em tâm sự với một báo chí hay là truyền thông nào cả. Thì ngày hôm nay ngồi đây em tâm sự thật với anh, đội bóng yêu thích nhất của em ở Việt Nam là Thể Công. Và ngày xưa ấy, em mặc áo số 8, mà cái áo của chú Nguyễn Hồng Sơn ấy, cái tình huống đó thì anh Quốc Long có cút vào em, cúi trỏ vào em, cút tức mắt. Thì anh lung anh ghi một tình huống bàn thắng. Thì em chạy ôm quả bóng lên vạch giữa sân ấy, thì anh Tứ anh có đá vào chân em. Thế xong thì em chạy ra chỗ anh Lung. Thì anh Lung ấy ăn mừng ở cái chỗ ngay trước cổ động viên Thể Công. Thì mọi người chửi. Và lúc đấy Nam Định đang bị dẫn 1-0. Thì cái sự bột phát của em nó xảy ra. Vì cái lúc thời điểm đó em không thể từng... Em lúc đấy em có 16 tuổi. Em chưa biết được cái ngón tay thối nó như thế nào ạ. Nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào. Em chỉ là xem cái cậu bé mà anh có nhớ là năm 2009 mà cậu bé của Manchester ấy, cái hình ảnh cậu bé con ấy, cậu giơ ngón tay lên thì mình đọc ở trên báo thì mình giơ lên thôi, chứ mình không nghĩ là nó quá lặng lề. Sau này em có gặp cái cô mà cô Thúy lúc em đi SEA Games thì cô có ôm một em, cô có nói thì em có bảo cô là cô cho con xin lỗi toàn bộ cổ động viên của Thể Công. Thì cô có nói là cô không có gì, mọi người cũng quên rồi con. Thì lúc đấy em mới cảm thấy mình trong lòng mình nó nhẹ nhàng đi. Đấy là vụ số 1. Vụ số 2 là vụ khẩu hình, chửi bậy, đâu, chửi tục trên VTV. Vụ thứ 2 là vụ rời của Nam Định. À. Vụ thứ 3 là trận đấu gặp Xuân Thành Sài Gòn. Thì cái trận đấu đó thì em đá bóng. Thì cái tình huống đó thì em... Ninh Bình đang dẫn 2-0. Em đã bị một cái thẻ vàng lúc trước rồi. Nhưng mà cái tình huống đó em không hề ăn vạ. Lê Tốt Tao có xoa vào chân em. Thì sau trận đấu đó Lê Tốt Tao có gặp em mà nói là tôi đã đạp vào chân bạn. Tình huống nó nhanh quá, diễn ra quá nhanh thì trọng tài có thể sai lầm. Nó cũng là một bài học, cái văn hóa ứng xử trong thi đấu. Thực ra thì người ta cũng nói rằng trách Danh Ngọc một phần, nhưng đôi khi cũng khó. Bởi vì Ngọc xa gia đình quá sớm, xa cái vòng tay của ba mẹ quá sớm. Nhiều người không biết rằng mẹ của Ngọc là một nhà giáo, một giáo viên. Và sau đó khi mà Ngọc bắt đầu đi đá bóng sang Nam Định từ lúc 11-12 tuổi và không còn được cái sự kèm cặp, sự giáo dục của bố mẹ, thì có cảm giác như hai anh em nó có những cái sự phát triển nó tương đối hoang dã. Không biết điều đó có đúng không? Nói là rời xa gia đình thì 8 tuổi em đã rời xa ba mẹ rồi. Và cái thời điểm đó là mẹ em chỉ là một giáo viên, nhà em cách thành phố Thế Bình 30 cây, xa lắm, nhà em còn xa nhà anh Quang Huy thủ môn mà. Thì cái điều kiện mà đi lại ấy, lúc đó nhà thì chưa có xe máy. Thì nói chung là sự gặp mình nó không được gần gũi bố mẹ. Và anh cũng nghe nói rằng mẹ em cũng rất nhiều lần khóc vì em có biết được cái đó? Có, nhiều lần mẹ khóc đó. Bố cũng khóc. Bố em suy sụp nhất là em tuyên bố giải nghệ. Vì là gia đình ấy là kỳ vọng em nhất với cái tài năng của em. Bố mẹ em nghĩ là em sẽ tiến xa hơn Nam, sẽ lâu dài hơn Nam, sẽ bền hơn Nam. Nhưng mà em đánh mất quá sớm. Để rồi em quyết định em rời Nam Định. Thì mà em giải nghệ là cái suy sụp nhất. Nên bố bây giờ bị bệnh là suy sụp về em nhất. Ông mẹ nhiều lần mẹ khóc, bố mẹ em không thổ lộ tình cảm với em, nhưng mà em hiểu, em nhìn cái cách mà bố mẹ quan tâm, cái cách bố mẹ chia sẻ. Nhiều lúc đến bây giờ bố mẹ vẫn phải lo cho em, vẫn cứ hỏi em là cuộc sống của con có ổn không, con thế nào. Hàng ngày vẫn phải gọi điện, vẫn phải nhắn tin. Nhiều lúc mình nghĩ mình bảo bây giờ mình 31 tuổi rồi mà vẫn phải để bố mẹ lo lắng như vậy. Là người mẹ thì tôi cảm thấy là rất tự hào khi các con mình được gọi vào đội tuyển quốc gia ở các lứa tuổi. Bên cạnh những cái niềm vui
của các con. Thì bên cạnh đó cũng có những cái nỗi buồn mà các con, tức là lỗi lầm các con gây ra. Thì đặc biệt là tôi làm trong ngành giáo dục thì tôi cũng rất là buồn. Nhưng mà tôi luôn là gần gũi động viên con, chứ cũng không phải là vì con gây ra rồi mình bỏ bê con, mà luôn gần gũi động viên, chia sẻ và bảo ban con sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm. Tôi được ngồi trên sân, được xem con đá bóng, có những pha đi bóng rất hay. Ngọc là hay có nóng tính, có những nỗi mà ở trên sân, nhưng mà về đến tối là gia đình ngồi ăn cơm là cũng động viên, cũng bảo Ngọc là ở trên sân là con phải điềm tĩnh lại để con tập trung vào một trận đấu. Bố mẹ em vẫn không tin, mẹ em có gọi điện lại cho em, hỏi là con hứa với bố mẹ đi. Em bảo con hứa với bố mẹ là con không liên quan, và con ở nhà, con chỉ bị liên đới thôi. Thì bố mẹ tin con. Thì sau khi đó là mọi chuyện đã rõ thì bố mẹ cũng rất mừng là em không bị như thế. Hình như là sau đó cũng còn khá nhiều lần em làm cho bố mẹ khóc. Có rất nhiều lần. Như cuộc sống vợ chồng không tiếp tục nữa thì mẹ rất buồn, bố rất buồn vì không nghĩ. Sau đó nó tuyên bố giải nghệ. Cái điều mà đáng tiếc nhất của em là em cố thì em vẫn có thể chơi được nữa, một hai đầu năm nữa, nhưng mà em buông xuôi quá sớm. Bố mẹ không nghĩ được trong trong đầu là em sẽ tuyên bố giải nghệ sớm. Vậy thì lúc gần như bố Ngọc mẹ suy sụp. Bị tạm giam 3 tháng thì cái hình xăm trên tay em có nghĩa gì? Cái hình xăm này là xăm ba mẹ em, bố mẹ em, tên bố mẹ em. Em quyết định xăm hình xăm đó năm nào và nhân dịp gì? Năm 2009, khi em có danh sách đi đội tuyển, điều đầu tiên em nghĩ đến là gia đình. Thì lúc đấy là đi SEA Games 2009 ở Lào. Ngày đầu tiên được đi, được ở trên đội tuyển, được đi một giải đấu lớn mà chính thức. Nhưng thấy bảo là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì không thích cái hình xăm đó và giận em cho đến tận bây giờ. Vâng, thầy giận. Lúc đấy là thầy quý lắm, thầy thương lắm. Vì là thầy là người phát hiện ra em đá tiền vệ bên trái. Ngày xưa là xuất phát là tiền đạo. Lúc ở Nam Định em vẫn đang đá tiền đạo. Nhưng mà khi mà lên U17 Việt Nam ấy, là thầy là người phát triển và định hướng cho em về cách bóng đá hiện đại như thế nào và cái cách chơi sơ đồ 4-4-2 như thế nào. Đến bây giờ em chưa có một lần nào em ngồi nói chuyện với thầy, tâm sự với thầy. Vì lúc đấy em đi rồi, đi khỏi Nam Định rồi. Tức là thầy chỉ biết là xăm thôi, chứ còn không biết ý nghĩa của hình xăm đó là gì, đúng không? Thế còn cái hình xăm bên tay trái hay sao? Hình xăm này là quá khứ buồn. Quá khứ buồn, giải nghĩa một chút về cái hình xăm đó đi. Hình xăm đó là nam sinh của vợ cũ. Vẫn đang còn dây dứt lắm nên chưa xóa. Đây là cũng là chia sẻ thật, không phải là để kể hay như thế nào mà. Vì lúc mình vinh quang nhất, lúc mình có mọi thứ nhất thì người ta ở bên. Thì mình cần nhất là người vợ mà khi mà người chồng gục ngã, người chồng không còn gì, đấy mới là vợ chồng. Nhưng lúc mình không còn gì thì người ta dứt áo ra đi. Đấy là điều em nuối tiếc nhất. Là anh em sinh đôi, nhưng mà Danh Ngọc là thiệt thòi hơn Nhật Nam trong cuộc sống hôn nhân. Cho nên là chúng tôi đã giúp đỡ Danh Ngọc, trông nom con cho Danh Ngọc để Danh Ngọc yên tâm đi công tác, đi làm ở xa. Nhưng lại cũng có nhân thông tin cho rằng ông Ngọc ông chơi quá nên vợ không chịu nổi. Không có chuyện đó, chưa bao giờ có chuyện đó. Chưa bao giờ em chơi mà để ảnh hưởng đến vợ hay gia đình vợ. Cứ cho rằng sự chọn lựa sai lầm đó, nhưng bù lại mình đang có một món quà tuyệt vời, đó là cô con gái, đúng không? Dạ vâng. Bình thường khi mà những cặp vợ chồng chia tay nhau ấy, thì người mẹ sẽ là người giành quyền nuôi con và luôn luôn được tòa ưu tiên cho việc này. Nhưng với trường hợp của Ngọc thì lại Ngọc là người nhận nuôi con. Tại sao vậy? Thường thường là trong hôn nhân gia đình ấy mà chia tay ấy, thì là người mẹ sẽ được nuôi con. À, 18 tuổi thì sẽ một lần nữa ra tòa để phân xử quyền nuôi con. Nhưng mà cái thời điểm này tòa tuyên là em được quyền nuôi con. Vì có những cái mà tòa người ta, pháp luật người ta sẽ hiểu hơn. Người ta chỉ mình để mình được có cái quyền nuôi con. Vậy thì cô bé có ý nghĩa như thế nào đối với em? Cô bé là món quà mà lớn nhất mà em nghĩ là cô bé đấy lớn trước tuổi, già trước tuổi lắm.
nhiều lúc cô ấy nói những cái câu mà không, em không tưởng tượng được là cô bé này mới có học lớp 2 hay học lớp 1. Khôn nhanh lắm. Nhưng mà đấy là một cái bù đắp lại cho em. Này em có được một cô con gái. Từ khi có cô bé đấy thì em nghĩ rằng cuộc đời của em thay đổi nhiều không? Em thay đổi nhiều chứ. Ngày xưa thì em bất cần lắm. Em sống buông lắm. Nhưng mà khi có cô này bây giờ, ngày xưa mình tiêu 10 thì bây giờ mình chỉ tiêu 1, tiêu 2 thôi. Mình dành dụm mình gửi về để cho ông bà no cho cô bé đấy. Mình biết rằng nhiều lúc cô cũng dục, tại sao bố không yêu đi? Dục, tại sao bố không yêu đi? Nhà cô cũng gọi, cô cũng dục, tại sao bố không yêu đi? Còn bố không, bố ở vậy với con thôi. Nhiều lúc nói vậy. Nhưng mà trong lòng cô không muốn bố đi. Không muốn bố đi bước nữa. Nhưng mà đấy là cái trẻ con, là cái nghĩ trẻ con thôi. Bao nhiêu lâu rồi hai bố con gặp nhau? Cũng 7-3 tháng rồi. Ngày nào cũng gọi? Vâng. Và câu chuyện mà bố con hay thường nói chuyện với nhau nhất là câu chuyện gì? Nhà bố ăn cơm trưa. Bố giờ bố yêu ai rồi? Mà có một ngày không gọi là bố gọi bảo bố nhắn tin với người yêu à? Đã bao giờ khoe một ảnh của cô gái nào cho con gái chưa? Cũng khoe, cũng gửi rồi. Cũng bảo bắt bố gửi rồi. Nhưng mà nói với bố là cô này xinh đấy. Nhưng mà nói với ông bà, lúc bố tắt máy nói ông bà không được. Cũng rất là thú vị và hy vọng rằng nó sẽ là một món quà thực sự đối với cuộc sống của em. Nhân nói chuyện về chuyện tài chính rồi chuyện tiền nong, thời điểm nhiều nhất Danh Ngọc đã có bao nhiêu tiền? 12 tỷ, gần 13 tỷ. Gần 13 tỷ. Gần 13 tỷ. Gần 13 tỷ là thời có nhiều nhất. Và bây giờ? Bây giờ là con số 0. Có âm không? Cũng âm, nhưng mà nó âm vào thời điểm nào thôi. Bây giờ có thể giải thích cho anh vì sao mà trong bằng mấy năm mình có thể làm mất một số tiền lớn như vậy? Lúc đầu mình chia sẻ thì mình cuốn vào những cuộc chơi. Mình cũng chơi cá độ bóng đá. Thì mình đánh mất cờ bạc, mình đánh mất số tiền đó. Rồi chuyện gia đình cũng bị vướng vào đó một... Vâng, chuyện gia đình em vướng vào đấy cũng nhiều. Anh cũng chia sẻ là cái đợt này gặp lại em ấy, anh cảm thấy rất là vui. Bởi vì thực ra anh nhìn thấy một Danh Ngọc sống nó đàng hoàng hơn, sống nó tự tin hơn. Và thậm chí là cũng là rất là vui khi em nhận lời tham gia Phương Nam Show với anh. Bởi vì anh biết Ngọc rất là thẳng thắn và sẵn sàng chia sẻ tất cả những thứ, không có gì phải giấu giếm cả. Nhưng có những thời điểm mà Ngọc mất tích, Ngọc bê bết, và thậm chí là có người nói là Ngọc bị các chủ nợ truy lùng. Điều đó có đúng không? Không. Có thời điểm này em về quê, em ở trong quê, em không tham gia mạng xã hội. Em muốn tĩnh lặng, em muốn gia đình không phải lo lắng với mình nữa. Không phải để gia đình quan tâm, lo lắng cho mình nữa. Thì em muốn về gia đình. Em xác định là em không bao giờ đi đá bóng nữa. Và không liên quan gì đến thể thao nữa. Và em xác định em sẽ tìm một cái công việc nào đó để em làm. Và em sẽ xây dựng lại. Nói thật, đây là chia sẻ thật. Lợi có lợi, nhưng mà không đến nỗi phải để người ta truy lùng hay như thế nào hả? Nhiều lúc ngồi bần thần có nghĩ lại số tiền đó thấy tiếc, có suy nghĩ nhiều. Anh mà có 1 tỷ mà anh mất thì anh cũng chắc phải suy nghĩ cả năm. Suy nghĩ chứ anh, suy nghĩ đấy. Đến bây giờ là vẫn suy nghĩ đấy. Nhiều lúc nằm nó vào lúc mà tiêu tiền ấy. Tôi nghĩ ngày xưa tiêu nó kinh khủng quá. Cầm tiền mà lương mà 4-5 triệu một tháng chưa nói thưởng. Linh Bình nhiều tiền lắm anh ạ. Linh Bình thưởng kinh lắm, thưởng có trận thắng TT Hà Nội nhá, thưởng 3 tỷ. Chia ra đã mỗi người mấy chục triệu rồi, 90 triệu. Tiêu mà không nghĩ đến ngày mai. Một câu hỏi khó nữa. Ngọc có từng chơi các chất kích thích không? Ngồi em cũng không giấu, cũng chia sẻ thật. Chơi, có chơi. Đến thời điểm này em cảm nhận là em không bị trượt dài theo cái con đường chơi kích thích. Em không phải là một người thực hiện chơi kích thích. Em chỉ là ham mê chơi trò cờ bạc. Chứ em không chơi chơi kích thích, có chơi. Nhưng mà ở cái thời điểm nào thôi. Cái thời điểm là ở Linh Bình thôi. Còn bây giờ thì mình kiểm soát được hoàn toàn. Mình kiểm soát được nó rồi. Mình hoàn toàn là mình cảm thấy mình tự, mình là mình không còn.
Cảm ơn em đã có một câu trả lời rất là thẳng thắn và những chia sẻ anh nghĩ rằng rất là đáng trân trọng. Không phải ai cũng dám nhìn vào điều đó, không phải ai cũng dám thừa nhận điều đó và không phải ai cũng dám chia sẻ cái điều đó. Anh nghĩ rằng thời điểm này chắc là Ngọc cũng phải rất ổn rồi, rất ok rồi mới dám nói ra những điều đó, đúng không? Cả không ổn hay ổn em vẫn dám nói. Vì mình dám làm, mình dám đối đầu thì mình dám chịu. Vì nói thật sự là bây giờ cái thời điểm này là hiện đại rồi. Người ta đối mặt rồi. Cái gì phải đối mặt với nhau rồi, đối mặt với sự thật. Chứ mình không thể né tránh mãi được. Né tránh mãi thì sau này sẽ cũng có thời điểm mình phải nói, mình phải chia sẻ và mọi người sẽ biết. Thà mình cứ đối mặt nó đi thì mình đối mặt với nó được thì mình mới dám dừng lại được. Còn mình không dám đối mặt thì mình vẫn mãi trượt dài theo nó thôi. Có bao giờ trách không? Trách những người bạn xung quanh mình lôi kéo rủ dê rồi em cuốn mình vào những cuộc chơi? Em không phải trách những người đó. Điều đầu tiên với em xảy ra cái câu chuyện nào với em phải trách em đầu tiên. Em không phải trách người xung quanh và người đối diện. Em phải trách mình phải làm sao thì người ta mới dẫn dắt mình, mới đưa mình đi đến con đường đó. Còn nếu mình một người đủ bản lĩnh đi, đủ hiểu biết đi thì người ta sẽ không bao giờ dẫn dắt được mình như vậy. Mình phải trách mình. Ví dụ như một trường hợp khác, ví dụ như Quang Hùng chẳng hạn, cũng là một cầu thủ trẻ, lớn lên và xuất thân rất là ngoan, nhưng rồi sau đó thì đi theo anh Dũng Nem, đi theo anh Danh Ngọc và cuối cùng cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy đó. Và bây giờ thì Quang Hùng cũng rất là khó khăn và đôi lúc bọn em có cảm giác là mình cũng có một phần nào đó có lỗi với những cầu thủ như thế không? Thật sự là Quang Hùng là một cái cầu thủ mà rất đặc biệt lắm. Cầu thủ mà 3 năm rồi không tập trẻ, không tập luyện, chỉ có ăn xong vào phòng gym, tập tạ, cầm bóng ra sân chơi, mà cho lên tập cùng với đội 1, mà theo được, mà thi đấu lên đội tuyển là một cái mà hiếm của Việt Nam ấy, hiếm cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà cái thời điểm đó Quang Hùng là cũng biết Quang Hùng đã có chỗ đứng ở Ninh Bình rồi, chỗ đứng trong đội hình Ninh Bình rồi, thì lúc đấy là không phải là các anh dẫn dắt mà là tất cả là ở trong một cái nhóm. Thật sự là em Dũng rồi không bao giờ bọn em vẫn muốn dẫn dắt các em vào đi con đường này hay con đường kia hay con đường tuyệt đối, chỉ là nó ở trong một cái tập thể. Mà cái thời điểm đó Quang Hùng lại là đang người có được cái vị trí đó thì điều đó nó xảy ra thì là đương nhiên rồi. Rất là hay, anh rất cảm ơn Ngọc đã chia sẻ với anh toàn bộ những cái câu chuyện cuộc đời sự nghiệp của em, những chia sẻ rất là thật, rất là thẳng và không giấu giếm bất cứ một điều gì cả. Anh rất trân trọng cái điều đó. Và thực ra thì gặp em ngày hôm nay anh cũng rất là vui khi thấy Ngọc ngồi đây một cách đàng hoàng, đĩnh đạc và nói chuyện với anh về tất cả những điều này. Anh rất là vui, thực sự là như vậy. Anh hy vọng rằng Ngọc sẽ có được một cái sự trở lại đúng nghĩa với cái từ trở lại. Bởi vì anh biết rằng trong quãng thời gian vừa qua Ngọc cũng đã rất nhiều lần cố gắng trở lại, nhưng chưa lần nào Ngọc có được một cái sự trở lại nó thực sự đúng nghĩa với từ trở lại. Đúng không? Ngọc cũng đã cố gắng làm huấn luyện viên trẻ, cũng cố gắng quay trở lại con đường bóng đá, rồi cũng cố gắng làm nhiều thứ khác nữa. Nhưng đến bây giờ thì nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Và theo Ngọc thì đó là vì sao? Thật sự là để mà trở lại với những cái gì mà vốn có của nó thì rất là khó. Và có yêu cái môn mà bóng đá mà đã cho mình tất cả, có còn cống hiến cho bóng đá nữa không thì là còn phải một thời gian dài nữa. Mình còn phải cố gắng rất nhiều. Trở lại nhưng mà trở lại theo cái vị thế nào thôi. Chứ không thể em trở lại một cái, đùng một cái em trở lại được. Vì rất, nó khó lắm. Để em nói mà trở lại nó khó lắm. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Bước đầu bây giờ nó cũng khó khăn. Nhưng mà dần dần sau khi mình đã đi đúng con đường của mình, mình đủ tự tin, đủ hành trang rồi, thì dần dần mình sẽ lấy lại. Danh Ngọc của bây giờ khác với Danh Ngọc của tuổi 19, ngông nghênh, tài năng nhưng cũng rất là phách lối, rất là phá phách. Hai cái Danh Ngọc đó khác nhau như thế nào? Chai sạn. Bị cuộc đời va đập nhiều. Quật ngã nhiều. Danh Ngọc của 19 tuổi trước là cứ để cho cuộc đời đập. Đập và trôi theo cuộc đời. Nhưng mà đến bây giờ của em thì em không để
đi vào vết xe cũ. Và em sẽ mạnh mẽ hơn. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến con gái trước, đúng không ạ? Sau đó nghĩ đến bố mẹ mình và nghĩ đến số tiền mình đã từng đánh mất, sai lầm của mình đã trải qua. Vậy thì Danh Ngọc của bây giờ, của hiện tại là như thế nào? Cố gắng tập luyện để giúp Gia Việt lấy lại. Một năm Gia Việt mất đi quá nhiều. Thế là cố gắng cùng với anh em toàn thể đội Gia Việt tập luyện tốt để lấy lại những cái gì của mình và của đội bóng. Danh Ngọc bây giờ lấy lại được bao nhiêu phần trăm của Danh Ngọc ngày xưa rồi? Mới chỉ có khoảng tầm 60. Mục tiêu sẽ lấy lại được khoảng bao nhiêu? Mục tiêu 100 thì không thể được. Tầm 70-80. Nghĩa là mình vẫn còn những cái mục tiêu để mình phấn đấu. Năm nay mình 31 tuổi đúng không ạ? Còn có thể chơi bóng đá Phủi được 3-4 năm nữa. Và hình như là có ký hợp đồng với Gia Việt đàng hoàng đúng không? Ký hợp đồng mà, Gia Việt. Ký hợp đồng Gia Việt rồi. Chia sẻ bản hợp đồng này so với bản hợp đồng Ninh Bình khủng trước kia khác nhau như thế nào? Cái hợp đồng này nó là một cái gì đó mà anh Việt anh trao cho một cái gọi như cái tình cảm ở trong đó. Mà em lợ anh Việt. Trong tương đấy người chủ tịch mà em tiếp xúc cả bóng đá Phủi, bóng đá chuyên nghiệp thì một người tình cảm nhất là bầu Việt này, tình cảm nhất. Luôn chỉ em mọi cái, không có khoảng cách giữa ông bầu và cầu thủ. Ai thì thôi có cái tài, có cái cá tính riêng, nên là cái chuyện đấy là mình cũng bình thường thôi. Mình sẽ làm sao là để uốn lắn xây dựng cho các em nó chỉ bảo cho em thêm, cho em dần dần hoàn thiện. Danh Ngọc lên Gia Việt mấy năm nay thì em ấy cũng có ý thức rèn luyện và hướng cái cầu tiến rất là nhiều. Từ cái ý thức mà chỉ bảo ban thêm các em trẻ ở đội đó. Trong cuộc sống thì cũng có những cái thăng trầm đấy. Con người ta có nghị lực phấn đấu lên thì anh Ngọc là một con người như vậy. Nghe nói là ngày hôm qua hôm kia gì còn phải viết bản cam kết là uống bia ít đi mà đúng không? Để không, mình không, không để tập trung vào tập luyện để giảm cân. Đó là những điều rất là thú vị. Vậy thì mục tiêu trong thời gian sắp tới của em sẽ là như thế nào? Mục tiêu dưới của em sẽ là cố gắng giảm cân để thi đấu tốt cái giải Serie A còn lại. Và mục tiêu nữa là cố gắng lên hạng HBL cho Gia Việt và cùng anh em chinh chiến các cái giải đấu mà dự tính của đội bóng sắp tới, cùng với anh Việt gây dựng đội bóng lên. Và cái trung tâm, cái học viện bóng đá Gia Việt nó có một cái định hướng rõ ràng để cho các anh em sau này khi không còn chơi bóng nữa sẽ là về huấn luyện. Có mục tiêu kiếm tiền từ bóng đá Phủi không? Bây giờ thì một số cầu thủ Phủi có tài năng mà thể hiện được mình là em đồng lót tay với, mấy trăm triệu ấy. Bây giờ với em bóng đá em không nghĩ là tiền nữa. Em nghĩ là em còn những cái gì, còn những khả năng gì, em cứ cống hiến đi. Cái gì đến nó sẽ đến. Chứ trong đầu em bây giờ không có nghĩ đến tiền nữa. Vì tiền với em như vậy là đủ rồi. Nhưng mình cũng phải kiếm tiền để lo cho con gái mình đấy. Kiếm tiền thì đương nhiên là có lương hàng tháng rồi. Thì mình cũng đủ để lo cho con rồi. Mình cứ tập trung đi. Mình tập trung và mình tập luyện đi. Khi mình thành công rồi thì cái gì đến nó sẽ đến. Nó sẽ tự đến à. Mình không cần phải cố nghĩ đến nó. Bây giờ thì con gái đang ở với bà nội đúng không? Có bà nội một cựu nhà giáo. Mẹ còn dạy không hay là mẹ bây giờ vẫn đang hiệu trưởng? Thế thì yên tâm quá rồi đúng không? Cháu dưới sự kèm cặp của bà thì chắc chắn là sẽ 2 năm rồi thôi. Đều học sinh giỏi. Tôi chỉ mong là sau lòng Ngọc điềm tĩnh lại, còn cái năng khiếu và cái chuyên môn của Ngọc, bản chất Ngọc đã có rồi. Ngọc bây giờ chỉ còn có cái là chịu khó rèn luyện thể lực và chịu khó tập trung vào, không bị phân tán tư tưởng đi đâu nữa, để cho tập trung vào đá bóng để sau này trở lại chuyên nghiệp, thì ra quả là một gia đình rất là mừng. Dù là các con đã trưởng thành, đã lập gia đình riêng, nhưng mà tôi vẫn luôn bên cạnh các con và luôn đồng hành với các con dù là khó khăn hay là hạnh phúc. Chỉ mong rằng các con là luôn luôn là suy nghĩ thật chín chắn và hành động thật đúng khi bất kể mà mình làm một cái công việc gì. Bố ơi, con rất nhớ bố. Bố có thể về sớm với con được không? Con mong bố sẽ đạp bóng được tốt hơn và sẽ tập trung vào công việc. Và để kết lại chương trình ngày hôm nay, Ngọc muốn nói gì với các bạn trẻ? Cái này rất quan trọng. Những cái gì bóng đá cho mình ấy, thì mình phải trân trọng, mình phải giữ, mình phải biết cố gắng
ngày hôm nay mình có được thì ngày mai mình phải giữ bằng được. Đừng để đánh mất nó một cách quá nhanh, vì cái tuổi đời của cầu thủ nó ngắn lắm. Mới ngày nào mà mình còn đang ở trên V-League, đùng một cái mình nhanh bằng cái mình đã sắp giải nghệ rồi. Nên là cuộc đời bóng đá nó cho mình cái gì ấy, đáng trân trọng nhất thì phải cố gắng giữ đấy. Đừng để cám dỗ của cuộc đời nó cám dỗ đánh mất đi. Nhưng làm sao có thể tránh được cám dỗ? Ai cũng thích cám dỗ mà, ai cũng thích chơi mà, ai cũng thích. Nhưng em nghĩ cầu thủ bây giờ ấy, cầu thủ Việt Nam bây giờ ấy, họ hiện đại hơn bọn em. Họ không có những cuộc vui. Chứ họ chỉ có những cuộc party vui vui nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà em nghĩ là cầu thủ Việt Nam bây giờ, như em đang biết được biết ấy, cầu thủ Việt Nam tốt lắm. Họ không như bọn em, không, họ sinh hoạt lành mạnh lắm. Em nghĩ là biết là người ta có định hướng rõ ràng hơn là bọn em. Với lại bây giờ có những có cầu thủ, có người ta có những cái người đại diện, thì em nghĩ là rất tốt. Thì là để mà nói mà cám dỗ thì bây giờ khó để cám dỗ được cầu thủ, vì họ đã đầy đủ các cái hành trang rồi, trang bị các hành trang cho người ta rồi, những cái kiến thức rồi, thì họ khó mà để đánh mất. Và bài học qua câu chuyện của em là gì? Đừng để những cái gì mà có được mà mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Nói chung là cũng phải cần cái sự dìu dắt của gia đình, cái sự quan tâm của gia đình đúng không? Rồi những cái môi trường nơi mình sinh sống tập luyện. Cũng giống như em cũng nói rằng nếu như em ở lại Nam Định 2 năm nữa thì có thể là em không kiếm được nhiều tiền bằng, nhưng em sẽ ngoan hơn, sẽ tốt hơn, và cái hướng đi trong cái cuộc đời của em nó sẽ chỉn chu hơn, chuẩn mực hơn, đúng không? Em có nghĩ thế không? Em nghĩ là thế. Em nghĩ là bây giờ cầu thủ bây giờ người ta sẽ tìm những cái môi trường tốt để người ta phát triển. Chứ người ta không, với bóng đá Việt Nam bây giờ nó không còn những cái môi trường nào mà để thiếu lành mạnh. Rất rất cảm ơn anh Ngọc về chương trình ngày hôm nay, với những gì mà em đã chia sẻ. Để một người nói về mình với những điều không tốt, để một người nhìn nhận những sai lầm, những khuyết điểm của mình trong quá khứ, mà đó là những cái sai lầm, những cái lỗi lầm có thể nói là rất rất lớn, rất nghiêm trọng, không phải ai cũng làm được. Và anh nghĩ rằng với những người như Ngọc, khi đã dám nhìn nhận vào thẳng vào vấn đề và thẳng thắn thừa nhận nó, thì Ngọc sẽ biết được là mình cần phải làm gì, sẽ có mục tiêu để làm gì trong thời gian tốt hơn. Anh cũng không nghĩ rằng Ngọc sẽ có thể lại kiếm được nhiều tiền như trước, hoặc là cũng sẽ có thể trở lại một cái danh Ngọc mà thực sự là một ngôi sao sáng. Nhưng anh mong Ngọc sẽ luôn là chính mình, là chỗ dựa cho người con gái của mình, là niềm vui, là niềm tin của bố mẹ mình. Anh chỉ mong rằng Ngọc sẽ có được những cái sự vững bước hơn trong tương lai sau những gì mà Ngọc đã vấp váp, đã ngã, và thậm chí là ngã rất là đau. Đó là điều mà anh thực sự mong mỏi, và sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, và anh hy vọng rằng câu chuyện của Ngọc nó cũng sẽ là một cái bài học, nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm thật nhất đối với các cầu thủ trẻ, để khi họ có được những thứ vinh quang, tiền bạc một cách quá dễ dàng, thì họ cũng sẽ nghĩ đến những trường hợp như anh Danh Ngọc. Anh cũng đã từng có như thế, và cuối cùng anh cũng đã từng mất hết đi như thế, đúng không ạ? Rất cảm ơn em về những chia sẻ ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đó là những gì mà Phương Nam Show ngày hôm nay muốn chia sẻ. Một câu chuyện có thật, một bài học có thật, một cuộc đời thật đến mức trần trụi. Có những quãng thời gian bóng đá Việt Nam như thế, những cầu thủ trẻ được tung hô, được kiếm rất nhiều tiền rất dễ, có trong tay 10 tỷ, 12 tỷ, 13 tỷ, và có những người có 40 tỷ. Nhưng rồi, môi trường, cuộc sống, những mối quan hệ, những cuộc vui đã cuốn họ đi và lấy của họ tất cả. Nó đôi khi không chỉ là tiền bạc, nó còn là cuộc sống, là tính cách, là niềm tin, là danh dự và rất nhiều thứ khác nữa. Hy vọng rằng ngày hôm nay câu chuyện của Danh Ngọc sẽ cho chúng ta rất nhiều bài học. Tôi nghĩ rằng không chỉ là những cầu thủ trẻ, mà tất cả những người khác trong cuộc sống, trong xã hội đều có thể suy ngẫm để làm gì tốt nhất cho bản thân mình, cho từng bước đi trong cuộc sống của mình. Một lần nữa tôi cảm ơn Danh Ngọc với những gì mà Ngọc đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng những chia sẻ của Danh Ngọc cũng sẽ là một cái bài học thực sự giá trị trong cuộc sống hiện đại hiện nay. Phương Nam Show luôn là như vậy, là sự lắng đọng, là sự chia sẻ. Và ngày hôm nay có thể là một câu chuyện rất buồn, nhưng tôi hy vọng rằng câu chuyện buồn của Danh Ngọc
nó lại mang lại những giá trị khác và hy vọng khán giả của Phương Nam Show sẽ đón nhận. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng tôi phải nói chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo với những mảng đời, với những câu chuyện khác nhau khác. Xin chào. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đặng Phương Nam Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.